Để cho em nó đứng nó rỉa lông coi con Ruby nhiều chuyện ha. Con vịt tắm nó cũng lại kiếm chuyện rồi, giờ tới con vạc tắm nó cũng lại kiếm chuyện nữa kìa. Nghe em Ruby. Ơi, két thằng này két tắm rồi, con vịt thằng kia cũng tắm nữa ha. Nha. Két tắm đó phải không? Bữa nay trời mưa, trời lâm râm, đang lâm râm. Mà nó xuống nồi nó tắm vậy nè. Nó không biết sợ lạnh. Thấy vậy không? Thấy vậy không két? Hả? Đây nè. Cái nồi lẩu vẹt nè. Nè, thấy vậy không? Con vịt thằng kia cũng tắm nữa. Nói vậy ra trời mưa tưởng lạnh ha, trời mưa mà nó không có lạnh, trời mưa cũng vẫn đi tắm vậy đó. Đó ghét chưa? Đó, trời đang chuyển mưa lâm râm vậy đó, tắm sao không lên hồ cá tắm mà tắm dưới này rồi hả? Thay đổi vị trí phải không? Có khi thì tắm dưới nồi, có khi thì lên hồ cá, bữa nay là xuống nồi tắm. Ha, cái nồi nước đầy đầy là nhào vô tắm à. Thấy gì không? Ngay từ nhỏ là tắm rồi, không cần tập nữa, nó thấy nước lại nhào vô à. Thấy gì không? Nó xấu két ra ha. Này sao? Nãy giờ lâu rồi. Nãy giờ tắm 15 phút rồi có. Rồi chịu lên chưa? Hả? Tắm rồi hồi lạnh rung hết trơn luôn nè. À, tắm thì mình mấy cái ngực nó ướt nhẹp luôn, chưa chịu lên nữa ha. Ha, tắm chưa chịu lên nữa. Ủa ghét chưa? Các quậy chứ nữa, nồi nước để đầy vậy đó, nhào vô tắm quậy cho nồi nước đục ngầu luôn. Dịch tắm rồi két cũng tắm luôn, tắm lần hết biết lâu rồi vậy đó. Đó, cái nồi vừa chiến luôn vậy đó, đem cái nồi này bắt lên bếp nha. Nha rồi anh Hưng ơi, lấy cái lò ra đây bắt cái nồi lên nè, làm nồi lẩu vẹt nhậu nè. Nha, làm nồi lẩu vẹt nhậu đi, kêu ông chủ đem cái lò ra bắt cái nồi nước này lên nha. Nha, đó, thích tắm vậy đó, có khi thì lên trên hồ tắm, mưa gió gì cũng ra tắm chừng á. Biết lạnh không dạ hả? 15 phút rồi chưa chịu lên nữa. Rồi đi lên đi con, tắm lạnh rung hết trơn. Chừng nào lên đây hả? Kêu hoài mà chưa chịu lên nữa nè. Kêu hoài mà chưa chịu lên nữa đó. Lên. Rồi đi lên. Nói giờ này mới chịu lên đó. Nha. Ướt mình mẩy hết trơn rồi mới chịu lên đó. Rồi đi lên đi con. Rồi đi lên đi con. Rồi đi lên đi. Đi lên rửa lông cho khô nha. Nha. Rồi đi lên bước qua hồ cá. Rồi con bước qua hồ cá đi. Nè nè nè, lên đây không có tắm nữa nghe chưa? Tắm dưới nồi rồi. Kẹt. Lên đây không có tắm nha. Nha. Nước hơi lưng nè. Rồi đứng giữa lông nha, không có tắm nữa nghe chưa? Đó. Nói là cũng vậy à. Nó tắm trong hồ cá riết thì mấy con cá quen với nó luôn. Nó mà nhào xuống hồ nước rồi cá cũng không sợ nữa, cũng vẫn tính bơ à. Thấy gì không? Đồng loại với con cá nè, nó đang tìm cách nó xuống hồ nó tắm nữa. Đó, nó đang tìm cách mà nước cạn đó, nước mà lớn là nhào vô rồi, tắm ở dưới chưa đủ nữa, giờ lên trên tắm tiếp. Đó, bây giờ nó lên trên nó tắm tiếp đó, nước cạn quá.
màng. Ơi, nó tắm dưới nồi chưa đủ, bây giờ nó lên trên nó tắm tiếp nè, cái chịu đời nó nổi không? Đây nè, tắm dưới nồi chưa đủ ha. À, mấy con cá thấy nó là cũng tỉnh queo luôn, không biết sợ, tại nó thường xuống dưới hồ nè, bởi vậy giết cá quen luôn rồi. Đó, cái cọng dây mà còn treo cái chân như vậy thì nó mới dám tắm, tại nó biết rằng mình không có trôi ra ngoài. Bữa đó thử mở cọng dây ra ha, mở cọng dây ra thì nó không dám tắm, nó biết chìm dưới khôn lắm. Nó vướng cọng dây vậy đó mới chịu tắm đó. Thôi Ruby, để cho em nó tắm nha Ruby, để cho em đứng giữa lông Ruby. Ruby kìa, Ruby kiếm chuyện em ha Ruby. Ruby. Để cho em nó đứng nó giữa lông của con Ruby nhiều chuyện ha. Con vịt tắm nó cũng lại kiếm chuyện, rồi giờ tới con vạc tắm nó cũng lại kiếm chuyện nữa kìa. Nghe em Ruby. Ta rồi mới chịu đi đó. Tắm nữa hả? Mèn ơi. À, mấy con cá đâu có biết sợ. Tắm tắm cá lội lội à. Quen rồi, đồng lội với con cá nè, ngày nào cũng tắm giết thì con cá nó quen thuộc luôn rồi, nó đâu có sợ làm chi nữa. Ghét chưa? Có ai mà con vẹt tắm dưới nồi 15 phút rồi mà chưa thỏa thích nó lên hồ cá tắm tiếp. Cái này là vịt nha, nha. Vịt chứ không phải vẹt. Mai mốt đặt lại cái tên kênh đó là vẹt đi, ý là vịt đi. Chứ đừng có đặt vẹt nữa. Mẹ ơi, con két kìa, nãy giờ. Nãy giờ còn đứng ở ngoài đó nữa. Ruby, Ruby à, để cho em nó rửa lông Ruby ơi.